Dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng đam mê cây kiểng trên cả nước ạ. Hôm nay kênh Cuộc Sống Cần Thơ Hậu Giang quay trở lại với vườn của anh Thanh ở Cồn Khương, thành phố Cần Thơ cô chú anh chị nha. Dạ hôm nay thì chỗ của anh có em thấy có một số phôi mai khủng hết cô chú. Dạ rồi. Em xin chào ông chủ ơi. Chào anh em. Chào cục cưng bé Phương. Dạ. Mình đang vô dây hả anh? Ừ. Đang vô dây mấy cây mai. Dạ. Tháng này là mình bắt đầu vô dây tạo dáng cho cây hay sao anh? Đúng rồi. Nói chung là mai ghép thì anh vô dây lần lần. Dạ. Cây mình ghép cúc thọ hương hay là giống mai gì vậy? Cái này ghép cúc thọ hương. Dán đổ anh ha. Dán đổ. Cây này cây tâm đắc ở vườn. Dạ. Nó theo chủ nó tại vì anh chơi phong thủy. Dạ. Đang thiếu nợ mà phải giữ cây đổ lại vườn, đổ nợ thành đổ nợ, không dám bán. Dạ. Giờ tàn nó ấm quá, nó bự quá rồi giờ vô dây. Sáng trời mưa giông gió quá trời nó mấy cái cây mai ghép nó bị gãy nhánh nhiều quá. Dạ. Mới bẻ được cái cần đổ xương xương nè, còn cái chớp nặng ở trên nữa. Này đổ. Cái này miếng vải này là anh che cái nó có cái mặt thẹo ở đây nè. Nó mình kỹ thì mình đắp miếng vải vậy nè. Nó đắp miếng vải đừng cho nắng nó vô nó bị khô cái mặt cắt. Đắp miếng vải này thì nó kéo nhựa mau lắm. Dạ. Cái bo này cái đổ này cái co nó rất là đẹp. Dạ. Này còn sắp xương cái đỉnh ngọn nữa là xong rồi nè. Cái này Tết nay nữa là được mùa gửi rồi nè. Dạ. Con ghép bự dữ lắm. Chột nó bằng ngón tay cái rồi nè. Dạ. Cái này anh ghép có hai chột, chột trên ngọn với một cái chột lên sửa đổ. Dạ. Wow, cây này. Cái này đế đẹp, đế nguyên một cục đế nè. Cây này phải anh vô dây anh bẻ tàn xong hết rồi nhìn nó mới đẹp. Cây này nó lên là bắt đầu em thấy cho nụ kim luôn phải không anh? Đúng rồi. Dạ. Tháng này nó muốn vô nụ kim rồi đó nhưng mà anh thúc cử đạm nữa cho nó đi đọt. Dạ. Tới tháng mấy mình mới vô dây vậy anh ha? Thường thường cây mai á là tháng khoảng tháng 8. Dạ. Tháng 8 vô dây. Dạ. Tháng 8 đến tháng 9. Dạ. Cuối tháng 9 là vô được rồi. Tại vì cây mai mình vô dây á là nó từ khoảng 3 đến 4 tháng nó mới ăn dây, nó mới theo giọng. Dạ. Còn như mình vô dây mà mới có chừng tháng mấy hai tháng rồi mình xả dây ra là cái nhánh nó bị trả lại. Dạ. Không có theo giọng. Dạ, bắt đầu tháng 8 mình mới vô dây từ từ. Đúng rồi. Cây này thì anh cũng đặt rồi anh cũng sửa nước dây nè. Dạ. Tháo ra giờ vô lại nữa. Dạ. Rồi bao lâu thì mình mới dùng tạo nụ cho cây anh ha? Tháng 8 hả? Dạ tháng 8 luôn. Ừ. Tháng 8 bắt đầu đi phân tạo nụ cho cây rồi. Tại vì cái tháng này là tháng 5 âm lịch, tháng 6 Tây. Dạ. Thì tháng này cho tới tháng 7 mình còn lấy nó hai cây đọt nữa. Dạ. Tới tháng 8 nữa là mình nè như mấy cái đọt non này nè. Tới tháng 8 bắt đầu mình vô dây. Dạ. Vô dây xong mình bấm mình rút tàn lại. Mình sửa tổng thể cho nó hài hòa cái cây là bo tàn lại rồi không có lấy đọt nữa. Dạ. Là mình chuyển đổi phân khác đừng nuôi nụ. Cho nó sựng đọt lại đó nó vô nụ chứ còn nếu mà tháng 8 tháng 9 mà anh em xài đạm cao nữa là nó đi đọt. À. Nó đọt nó đi ra ngoài. Dạ. Nữ ra tới tháng 8 tháng 9 mình phải đổi phân khác mình. Dạ. Đi đọt. Làm tháng 5 tháng 6 tháng 7 tới cuối tháng 8 là làm hai cây đọt nữa. Dạ. Nó như cây này nè, bây giờ anh vô dây xong nó như mấy cái tược này nó dài quá nè. Nó dài quá như mấy tược này nè, dài quá là bấm gọn vô. Dạ. Thì mới này mình bấm gì đây là mấy cái chèo nách mấy cái nụ này nè là nó đi đọt. Dạ. Bấm xong rồi bắt đầu mình đi phân đạm vô một cái là nó đi đọt, lấy thêm cây đọt nữa. Thì là tháng 8 thì bắt đầu mình vô phân đạm để tạo nụ với lại mình vô dây anh ha? Không, tháng này nè tháng 5 cho tới tháng 7 tháng 8 là mình vẫn còn xài đạm bình thường. À, dạ. Tháng 8 tháng 9 là mình ngừng đạm lại rồi. Ngừng đạm lại thì những cái loại phân nào mà lăng với kali với đạm nó ngang ngang với nhau đó. Dạ.
là mình xài mấy cái đó đừng cho nó sựng đọt lại, nó già cây lại, nó vô nụ. Cây này cái mặt tiền nó bên đây nè, nó cần đổ nó nè. Cây này giống như đổ hoành nha anh em, nó đổ nó đi xuống vậy nè, cái gọng nó đi xuống nè anh em thấy không đó. Cái cần đổ là bẻ dây rồi nè, sắp xương cái cần đổ rồi nè, bây giờ còn cái chóp ngọn, vô dây sửa cái chóp ngọn với con tàn lại cái nữa là ra tổng thể đẹp rồi đó. Cây này chơi bông là ngon lành luôn, Tết này là bông. Đúng rồi, cây này năm nay là chuẩn bông rồi nè, một mùa rưỡi rồi. Chọc ghép nó bằng ngón tay cái rồi nè, chọc ghép nó bự hết rồi nè. Cây mai mà cái cây dáng đổ với dáng bay là hiếm lắm nha anh em. Lâu lâu năm thở mùa thì mới có được một hai cây. Chứ thường thường cây mai là dáng trực không à. Còn dáng bay là nhiều khi gặp mấy cái cây trong vườn mình đã trồng gần mé mương đó, đất nó bị lở, nó ngã, nó ve ra mé mương đó. Là nó mới được cây bay. Còn cái cây đổ á, là thường thường ví dụ cái cây trực mà người ta bẻ cái co trực lắc mà nó gắt quá. Nó gắt quá thì giờ mình cắt, mình ụp xuống, ụp xuống làm cây đổ. Cái cây này nói chung cái lô này là anh mua 100 mấy chục cây đó mà chỉ lấy được có 1 cây dáng đổ thôi. Cái co đổ của nó rất là khéo luôn ha. Đúng rồi, nó đúng, phải đúng giọng mình mới làm cây đổ được. Dạ, đây hai cô chú anh chị. Còn nó không có đúng giọng là mình làm cây đổ nó không được, nhìn nó không có duyên. Cái lô này 130 mấy cây nè, mà làm được có 1 cây đổ. Còn nhiều là cây trực lắc là nhiều. Mai vàng mà Tết như mấy cây bonsai này mà Tết để trước cửa nhà cho nó quay vô nhà, mà Tết mà vàng nó đổ vô nhà là thứ gì chịu nổi hả anh em. Vàng bay vô, vàng đổ vô. Chơi phong thủy nó nhiều cách lắm. Dạ. Thiếu nợ chơi cũng được, thiếu nợ chơi thành đổ nợ. Đổ nợ. Còn anh em làm ăn đồ đó thì chơi chân trước cửa nhà vàng nó đổ vô cũng được. Cái này nói tiếu chơi thôi nghe anh em. Dạ. Thì nói chung cái cây kiểng thì anh em thích, nếu mà anh em chơi bonsai, anh em không có dị đoan thì anh em thường thường đa số anh em siêu tầm. Thì mỗi một cây một chủng loại gì đó. Ví dụ có dán trực, rồi dán bay, dán đổ, rồi dán thú, dán quái. Cái đó là cái bộ sưu tập thôi. Còn thường thường nếu mà người ta chơi mà dân làm ăn, mấy người anh em người ta làm ăn rồi đó, thì cây mai thường thường ta mua hay mua cái cây dáng trực giót ngọn tầng thông. Là cái cây mai nó thẳng thắn vậy đó. Còn những cái cây mai mà nó quái này kia đồ đó là những cây đó là những anh em người ta không có chơi phong thủy. Người ta chơi cái bộ sưu tập. Bên đây là cây bay nè. Cây này gọi là cây bán đổ. Bán đổ. Hoành đó nè. Hoành thân nó bự lắm. Cái này đế rồi chứ cũng khá lắm nè, nó không cục đế nè. Đây thời gian anh đang nuôi rồi anh không có môi ra, anh lắp cho nó ấm gốc. Nó như cái mấy cái cây, mấy cái dáng này là hàng, nói chung là hàng hiếm nè. Mấy cái dáng này là đâu có dễ kiếm đâu. Nó cái cần nó bay mà nó bay mà nó gặt nó giót, nó không có lỗi chân cành luôn. Mà nó không có thẹo dít trên thân nữa. Cái này tại vì anh kỹ, anh quấn giải cho cái thân cho nó mát thôi, chứ thật ra cái cây này là nó không có bị gì hết. Đến anh tháo giải này ra rồi em quay cho anh em tham khảo. Mình không có ghép phải không anh? Cây này cây nguyên thủy luôn, cây này bông nó đẹp lắm. Bông nó 7-8 cánh có. Cây này mà nếu mà ghép mà nuôi yếu yếu nuôi không nổi đâu. Tại cái tàn nó quá lớn. Tại vì anh sợ nắng nó táp, nó nhiều khi nó bị lọt lưng đó. Anh kỹ thì anh quấn lại thôi. Mà cây này nó rất là già cây. Nó anh em nhìn cái đường thân nó đi nè, nó cốt cành là nó chuẩn luôn, nó không có bị lỗi, không có thẹo dít gì trên thân hết.
đến tháo hết giải cái luôn. Tại hổm anh xả lá rồi anh mới sợ nắng quá nó mới che cái thân lại bớt. Bây giờ lá nó đang đâm đọt non ra là lá nó nhiều rồi, nó che được cái thân rồi, thì giờ anh tháo lưới ra luôn, anh tháo giải ra luôn. Đó, đường thân nè, anh em nhìn coi kỹ nè ha. Cái này là thân nó lắc lượng mà nó gió cành. Bán nó đổ hả anh? Bán đổ. Dạ. Bác, cây đổ là nó đổ gục xuống luôn. Dạ. Nó đổ mà cái ngọn nó hút cái đít chậu á, gọi dạ. là cây đổ. Dạ. Còn cái cây mà nó đổ xuống chút nó đi ra đó là gọi là bán đổ. À. Còn cái cây mà nó cắt lên nó đi ra là gọi là cây bay. Dạ. Hồi dáng rất đẹp hết cô chú. Cái này đang đi đọt non. Ghép nha cô chú anh chị. Mấy cây này nếu như anh em nào mà có sân rộng, sân biệt thự á, dạ. sân vườn á, mà anh em chơi mấy cái hòn non bộ đồ đó, có mấy dòng suối đó, dạ. anh em trồng cặp nó theo cái dòng suối là rất là ok. Trồng nó dưới chân cái đỉnh non bộ mà cho nó bay ra theo cái dòng suối á. Mấy cây này nhìn nó đơn giản nhưng mà kiếm được mấy cái dáng thế này cũng rất là khó. Cây này nuôi bỏ năm nay năm sau nữa. Năm sau nữa tàn nó kín rồi bông nó mới đạt. Cây này là hoành nó bốn mấy, hoành thân bốn mấy. Này mình chơi cái... tiểu cảnh hả anh ha? Đúng rồi, cây này chơi tiểu cảnh trồng dưới mấy cái chân đồi á. Dạ. Dưới mấy cái chân của mấy cái đồi mà mấy cái non bộ á, ngay cặp theo cái dòng suối á. À, rất là hợp. Còn nếu mà anh em chơi đơn để trên sân á, về anh em đổi cái chậu vuông á, chậu vuông thứ của Hải Phòng người ta làm mà đấy, người ta vô anh em người ta trồng mấy cây xanh á, cái này mà đưa lên cái chậu vuông của Hải Phòng đẹp lắm, nó có bốn cái chân đôn á. Còn nếu anh em phối cảnh đồ thì sân vườn lớn anh em trồng theo cái chân hòn non bộ á, có cặp theo cái dòng suối á. Cây này mình có giao lưu không anh? Có luôn, giao lưu. Nói chung là vườn anh cây thời điểm nào anh bán theo giá thời điểm nấy. Dạ. Yeah. Lúc này lớp nào bị Covid rồi bị Elgo nữa, nó hành quá. Thầy cô chú anh chị thích sưu tầm những cây đẹp VIP như thế này mà liên hệ với số điện thoại của anh Thanh nhé cô chú ha. Dạ. Đây quay cho anh em tham khảo mấy cây ở trong này. Đây có một số phôi mai rất là đẹp luôn nha cô chú anh chị. À, mấy cái phôi nè. Phôi này phôi tứ quý nha anh em. Dạ. Cây này nó kéo nhựa nè, kéo nhựa mạnh này nè. Đế đẹp. Đế chứ. Là ok. Trong đây cũng có một số cây anh bán phôi cho khách người ta gửi lại ghép nè. Dạ. Đế mặt bên đây cũng đẹp nữa nè. Cây này thì anh bán cho khách rồi nè. Khách người ta mua gửi lại anh ghép, có số điện thoại trên miệng chậu nè. Dạ. Anh em nào mà mua cây bên nhà vườn anh thì gửi lại ghép anh vô chậu. Nó để tên trên miệng chậu và số điện thoại. Cái này là một lẻ rồi anh phải nhập sổ một cái nữa. Dạ. Ví dụ như anh em nào chuyển bao nhiêu tiền còn lại bao nhiêu thu hộ á. Dạ. Anh còn lưu sổ một cái nữa thì đó, số điện thoại với tên của anh em rõ ràng trên miệng chậu. Còn những cây nào mà chưa có tên với số điện thoại trên miệng chậu là những cây đó chưa bán. Dạ. Và ở đây thì mình ghép mấy giống gì đây anh ha? Cái này là cúc VIP nè. Cây này gốc tứ quý nguyên cục đế nè.
Mình giao lưu luôn hả anh? Đúng rồi. Đế đẹp luôn hết cô chú. Cúc VIP mà đế cũng VIP luôn. Cây này nguyên cái cục đế luôn, nguyên cục đế đặc luôn anh ạ. Cây này bữa hôm xịt thuốc chảy, cái chảy cử bò chỉ nó ăn nè. Anh em thấy cái đọt nó về đây là bị bò chỉ nó ăn nè. Em mới xịt thuốc hôm qua, giờ nó phúng đọt lại nè. Dạ. Nó ra đợt lá khác là nó bự lại. Hổng đi bứng cây mấy ngày xịt thuốc chảy cử cái nó bò chỉ nó tấn công vậy đó. Rồi, cái này là mình cúc VIP của chú anh chị nha. Cúc VIP gốc là mai tứ quý nha anh em. Dạ. Gốc mai tứ quý ghép cúc VIP. Cái này là sơ dừa này là anh đậy ở trên đừng mà tứ nó đừng có văng phân nè. Dạ. Còn bên đây là cây. Cây này cũng cúc VIP nữa. VIP luôn mà đế đẹp nha cô chú anh chị. Cây này khách ở Long Xuyên đã chốt anh hai cây, cây này với cây gián thú nhỏ. Dạ. Cái là gửi lại hả anh? Hồi nãy hồi trưa là khách để người ta đi công chuyện để chiều người ta về nó nhắn cái địa chỉ qua. Dạ. Anh ship cây cho khách. Đế đẹp luôn nha cô chú. Nguyên cục đế đẹp luôn. Dạ. Cây này em giao lưu rồi, giao lưu giá 2 triệu rưỡi nè. Dạ, 2 triệu rưỡi. Dạ. Mà thấy cây này, cây tứ quý nè. Cô chú anh chị. Cây tứ quý này nguyên cục đế đặc hư luôn nè. Trồng cúc hương phải không anh? Đúng rồi, cúc lò hương. Dạ. Cây này anh ghép mấy cái tháng 10 ngày nè. Wow, cái tàn quá trời luôn á. Cái này là chuẩn bị vô dây nè, hồi trưa dạ. Có đám dông, trời mưa đám dông nó gãy bo quá chừng luôn. Cái cây này anh ghép cho khách nè. Khách mua cây phôi gửi lại anh ghép nè. Dạ. Là hai ngày nay mới có điện cho khách chuẩn bị gửi cây nè. Rồi chưa kịp gửi nữa, hồi trưa nó bị đám mưa đợt giông cái nó bị gãy hết hai bo nè. Đây một bo nè. Dạ. Đây một bo dưới, ở dưới này một bo nè. Bây giờ anh phải ghép dặm vô cho. Đó, anh phải ghép dặm vô sẵn thì dạ. Nó về ví dụ nó đâm tuột ra thì anh nói với khách người ta tháo bọc. Dạ. Đế rất là đẹp luôn ha cô chú. Thì hồi trưa nè anh lấy dây ra anh vô nè, anh vô anh kìm cái nhánh lại. Dạ. Đó. Cây mà ghép mà đọt nó ra gì đây mà nó mạnh cây đọt nó mập dữ lắm. Nhánh nó quằn quằn xuống mà gặp mưa với gió mà nó mạnh rồi là nó bị gãy liền. Gió dạ. Thổi cái là nó gãy liền. Nó gãy là nó gãy sát chân này nguyên bo là anh em dặm lại nuôi nó cực lắm. Dạ. Dù ở trên ngọn thì còn ghép nuôi theo kịp. Còn nếu mà mấy cái tược mà nằm ở dưới á, mấy cái nhánh ở trên nó che nắng lại là nó ở dưới nó không phát triển, ghép theo nó không kịp. Cái này là của anh Quỳnh Phạm nè, Zalo anh Quỳnh Phạm, số điện thoại của anh nè. Dạ. Rồi bên đây cây đẹp nè anh ơi. Cây này chắc mai mốt thì anh ship cho khách. Dạ, còn bên đây cái cây dáng đẹp đẹp này là ghép gì vậy anh? Cái cây đó là anh ghép cúc thọ hương á. Của khách gửi hay là không, cây đó còn của nhà chưa bán. Dạ. Cây này với cây bên đây hai cây là một cặp. Một cặp xứng với nhau luôn. Dạ. Gốc là tứ quý nha anh em. Ghép cúc thọ hương nó đế nguyên một cục luôn. Đế nguyên cục đặc luôn. Mấy cây này thì anh chưa có bán. Dạ. Một cặp này luôn thôi chú. Một cặp luôn đó. Wow. Mấy cây này bonsai không? Nè, như cái cây này nè, cây này cũng chưa có bán nữa nè. Cây này đế đẹp lắm. Cúc hòa hương luôn. Cúc hòa hương. Nó như mấy cái đọt này nè, nó mập lù nè. Cái đọt này mà không có vô dây quấn kìm bợ nó là bị mưa gió mạnh là nó sẽ gãy liền. Dạ. Nghe thoại đi anh. Cây mà ghép nó dính nó sung cây quá là cái chột nó bị lớn nè, nguyên một nhánh gì nè. Mà nếu anh em không vô dây kìm anh em để ngoài chảng ngoài là trời mưa mà giông mạnh là nó gãy gì nè. Nó hồi trưa nó gãy anh ba bo nè, thấy không? Dạ. Gãy ba bo luôn nè. Mấy cái bo này dậm theo nuôi rất là cực. Này, cúc hương này anh ghép mà mới khiên ra có mấy bữa nè. Khiên ra mới có 3-4 ngày nè. Dạ. Cúc thọ hương đế khá đẹp luôn ha. Chỗ bông trên cây luôn nè. Cái bông chà bá nữa luôn. Đó. À, bông nè. À. Cái này đế cũ luôn nha.
Đế cũ rồi, mấy cây này là mấy bonsai Tết để bàn không à. Cái này có cái bụng bự luôn. Cái này anh ghép cũng 8-9 bò. Cái này mình vô dây được luôn ha. Đúng rồi, dài dài một chút nữa vô được rồi. Cây này anh ghép 11 bo luôn nè. 11 bo luôn. Cây này mà chừng chừng tháng nữa hả, nó ra cơi cỡ nhiêu đây bẻ dây cái là thành phẩm rồi. Dạ. Còn cây này nữa, cây này cũng đẹp nữa nè. Thọ hương luôn. Thọ hương luôn. Cây này thì ghép giáp tháng rồi nè. Dạ. Nó đọt nó ra gì đó anh em bấm đầu nè. Anh em bấm cái đầu này đó là nó sẽ không có ra ngoài nữa, là nó đâm chèo nách nè. Đâm chèo nách nó dài ra thì nó mau đầy tàn lắm. Cái này thì mình vô dây được rồi phải không anh? Đúng rồi, cái này là nếu mà anh em có thời gian là vô dây sửa nước dây được rồi đó. Đế cũ luôn ha, cô chú anh chị. Này Tết để bàn khách chơi là ok này nè. Cái này mình có giao lưu phải không anh? Có mấy cái này là ví dụ anh em nào có giao lưu là anh bán hết. Bán cây thôi chứ không có bán thân nha cô chú anh chị. Dạ rồi. Cây này cũng quái nữa ha anh ha. Cây này thơ hương luôn phải không anh? Cây này anh ghép cúc tiên ông. Cúc tiên mà cây ông. Này anh bán phôi cho khách rồi. Bán phôi khách gửi lại ghép nè. Quá cho cái phôi đẹp luôn. Dạ rồi. Đây là khu chăm sóc cây của anh Thanh ha cô chú anh chị. Bữa nay mình lên mấy cái đôn này nhìn rất là đẹp luôn ha Thanh anh ha. Đúng rồi. Thì đôn này anh mới mua về, anh mới lên đôn cái khu này nè. Dạ. Cái khu này hổm mình để chặt ở dưới cỏ gác tùm lum hết trơn. Cây này là ghép cái giống cúc đọt đỏ lá gai nè. Cái bông nó bự gấp rưỡi lần cúc hương. Dạ. Lá nó bự gì nè. Nó ra đọt non đỏ ao vậy nè. Mà cái viền lá nó có gai, gọi là cúc đọt đỏ lá gai. Cái bông nó bự gấp rưỡi lần cúc hương. Dạ. Mà cái giống này nó rất là mạnh. Nó dính anh em thấy nó đi đọt với lá nó ghép, bự bự. Ghép vô cái chọt phải không anh? Ghép vô cái... Đúng rồi, cây này thì anh ghép vô chọt chứ không phải đóng vô thân. Dạ. Chọt nó bằng ống hút rồi anh ghép vô chọt không? Nó dễ dính hơn anh ha. Nó dễ dính, với hai nữa là nó ghép về đây là chừng 2 tháng là nó liền với cốt này luôn rồi. Dạ. Nó không nó ít có bỏ nhánh lắm. Cái cây mai á, đặc biệt là anh em mua về anh em trồng vô chậu. Nó ra tược mạnh cây, nó bắt rễ ở dưới mạnh rồi. Anh em ghép vô là nó dính rồi, nó phát triển rất là mau. Dạ. Còn cây mà giờ anh em trồng vô mà nó mới vừa kéo nhựa, nó mới vừa đâm đọt đó. Rễ lông ở dưới nó còn ít đó, anh em ghép nó cũng dính nữa, nhưng mà cái nhựa trên thân nó nuôi. Mà nếu mà anh em chăm sóc không kỹ, nó rễ ở dưới nó bắt chưa có mạnh đó, là nó dính, nó nằm ở đó. Nó nằm, dạ. Nó lì ở đó, nó không phát triển. Nè như cái cây này nè, cây này rễ nó ở dưới nó còn yếu nè. Nó ra lá vậy nè. Là như vậy, đây là mấy cây này là rễ, bộ rễ ở dưới nó chưa phát triển mạnh. Dạ, vậy nếu mà vậy thì mình sẽ xử lý như thế nào anh ha? Thì giờ mình chỉ tưới dưỡng rễ định kỳ vô thôi. Dạ. Tưới dưỡng rễ chứ không có cho nó ăn phân. Dạ. Chỉ xài dưỡng rễ thôi, chừng nào mà cái bộ rễ ở dưới nó mạnh rồi đó, cây mà nó đi đọt, thấy nó mập lại, nó đỏ lại đó, là lúc đó mới cho nó ăn phân. Dạ, ví dụ như cái cây của mình mà cái lá cây... nó vàng. Mà nó không phát triển, nó cứ ra lá non xong rồi cái lá già rồi xong nó không có phát triển đọt anh, là mình xử lý cây sao anh? Cái đó là do bộ rễ nó yếu đó. Dạ. Bộ rễ cái cây mai mà anh em trồng mà nuôi sao mà bộ rễ dưới nó mạnh rồi là cái cây anh em đi phân nó có hơi phân nhẹ nhẹ thôi nó cũng phát triển mạnh. Dạ. Nhưng mấy cây đó thì mình xử lý sao đây anh ha? Cái đó là chỉ hạn chế nước. Dạ. Ít tưới nước thôi để cho cái chậu nó gáo gáo. Dạ. Tại vì cái cây bộ rễ nó đang yếu là nó sợ nước dữ lắm. Dạ. Cứ mỗi ngày anh em cứ mỗi tưới vô là càng lúc là cái cây nó càng si. Dạ. Mình phải hạn chế, mình phải canh nước. Đó, mình coi cái chậu ở dưới nè, nó gáo gáo gì nè. Nó có độ ẩm thôi. Dạ. Rồi cứ từng lễ anh em tưới dưỡng rễ một lần, từng lễ anh em tưới dưỡng rễ một lần. Dạ. Thì từ từ cái dàn rễ ở dưới nó bắt ra mạnh á. Anh em mới thấy ở trên này nó phúng cái đọt đỏ, nó đọt non mà nó ra đỏ 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 đó.
đọt nó đi mập mập đó, là lúc đó rễ ở dưới nó bắt mạnh rồi đó. Dạ. Thì lúc đó thì nó ra một hai cây đọt già lại, bắt đầu anh em cộng dưỡng rễ với lại phân rồi đó, pha loãng loãng thôi, anh em tưới định kỳ. Dạ. Là cái cây nó phát triển ok luôn rồi. Dạ. Chứ còn mà cây mà ví dụ nó đang yếu gì đây mà anh em lấy phân anh em pha anh em tưới vô một cái nữa là nó chết luôn á. Đi luôn. Ừ, đi luôn. Đi theo ego luôn. Đi theo ego luôn. Dạ. Dạ, chúc cô chú anh chị sẽ chăm sóc được cho mình những cây mai đẹp ha, khỏe mạnh ha cô chú anh chị. Bên đây mấy cái phôi bên đây nữa nè. Phôi này dán phôi mới về ha. Phôi mới về không là dán thú nè. Dạ. Phôi này dán thú. Còn cái này là một thân một cốt nè. Cây này bữa nay nó đâm đọt mạnh nè. Nó lú một cái chân. Cây này chắc tuần sau là anh ghép rồi nè. Cây này của nhà không? Không cây này của nhà. Dạ. Cây này hoành nó, hoành thân nó cỡ này là 70-72 lần nè. Đó, đế là ok luôn. Cây này mình định ghép giống ai vậy anh ha? Cây này mấy cây lớn này chắc anh ghép giảo siêu bông. Dạ, quá trời. Cái đế. Nguyên cái nồi đế ở dưới nè. Dạ. Mấy con rễ này là rễ treo nè, anh cắt bỏ. Dạ. Hoành đo ngay cái ngay chân đây là 71-72 nè. Dạ. Nó ngoài nó lực cây lắm rồi nè. Mấy cái chi cành này là vừa ghép anh ha? Đúng rồi. Cái chi cành này tại vì cây này người ta trồng mô, người ta nuôi mô á. Dạ. Trồng chơi nữa mà do cũng mùa bóng đá nè. Bị đá nó văng qua vườn của anh nè. Vài bữa không biết nó đá cái vườn của anh văng qua tới đâu nữa. Dạ. Anh em nào có muốn có cây đồ đó, có muốn gỡ kèo gì đó thì hú em nè. Chụp hình chuyển qua báo giá đi. Dạ. Được thì gỡ kèo, còn không được là mất luôn cái cây. Cây này nó cây này là gọi hàng là hàng VIP rồi nè. Cây này thì anh bán rồi. À. Mới bán hồi sáng luôn. Dạ. Bán cho ông anh bạn hôm qua ông thấy ông thích quá thì để cho ông rồi ông gửi lại nuôi luôn. Lùng lực luôn ha. Cây này giáo. Giáo hộp. Bông 5 cánh có, 7-8 cánh có. Dạ. 9-10 cánh có. Cái da nó nè. Thường mấy cái cây giảo là cái da nó láng lừ mà nó đỏ ao vậy nè. Cây này anh trồng mới có 4 ngày mà nó kéo nhựa rồi nè. Cái miệng, cái miếng da này nó kéo nhựa vô rồi nè. Yeah. Mấy cây mà da nó đỏ gì đây là nó mạnh cây lắm. Cây này hoành 68, yeah. Ở 58 nè. 58. Nồi đế dữ dằn lắm. Yeah. Chậu 8 mà nó, cục đế nó cứng chậu luôn. Tại vì anh mới trồng anh lắp phân cho nó... Cho nó ấm gốc nè, đế nó vậy nè. Chảy đều gan luôn. Dạ. Dạ rồi. Hôm nay mình tham quan tới đây hết cô chú anh chị. Hẹn cô chú anh chị những clip sau sẽ chia sẻ thêm những cái cách chăm sóc mai cũng như là thêm những cái phôi mai mới của anh Thanh cô chú anh chị nha. Cây thì bên chỗ anh Thanh khá là nhiều. Quý cô chú anh chị mình có giao lưu thì mình liên hệ trực tiếp với số điện thoại của anh Thanh nha quý cô chú. Trường vườn của anh thì cây lớn nhỏ đa chủng loại giống. Dạ. Cái gì cũng có hết nhưng mà tiền thì không có. Dạ. Dạ. Nhờ anh em giúp đỡ. Em cảm ơn ông chủ đã chia sẻ. Hẹn ông chủ vào những clip sau nha. Em xin chào, hẹn gặp lại cô chú anh chị vào những clip sau ạ.